Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ làm trứng gà ngâm nước tương. Nhìn hấp dẫn chưa nào? Rất là đơn giản, làm rất là nhanh gọn mà có thể dùng được từ 5 đến 7 ngày, rất là tiện lợi. Nguyên liệu rất là đơn giản luôn. Một ít trứng gà nè, mình rửa sạch rồi sau đó là luộc chín. Món này là siêu dễ luôn, ai cũng làm được. Trứng gà mình rửa sạch cho vào nồi, rồi cho nước ngập trứng nè. Bây giờ là đem đi luộc. Nước sôi rồi đậy lắp lại. Mình sẽ luộc trứng khoảng chừng 5 đến 7 phút. Nếu các bạn thích trứng lòng đào thì mình luộc trứng khoảng chừng 3-4 phút thôi nha. Vớt trứng ra rồi ngâm vào nước lạnh. Món này là cứu cánh cho những ngày mưa gió mà lười đi chợ nè. Dùng kèm với một ít rau củ nữa là mình đã có được một bữa ăn rồi. Tuy đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon và không sợ thiếu chất. Trong lúc ngâm trứng thì mình sẽ chuẩn bị thêm một ít hành tỏi. Hành tây mình sẽ dùng nửa củ. Mình sẽ cắt hạt lựu như thế này. Tiếp theo là hành tím. Hành tím các bạn lựa củ to để cắt cho nó dễ nha. Một ít tỏi cắt lát, hành lá nè, hành lá mình cũng cắt nhỏ nè. Và cuối cùng là ớt, mình dùng ớt sừng để không bị cay quá. Tiếp theo là nấu nước tương. 70g đường nè, với 350ml nước tương và 300ml nước. Rồi khuấy lên cho tan đường nè. Sau đó là mình sẽ nấu cái nước tương này cho nó sôi lên. Các bạn để lửa nhỏ nha. Các bạn nhớ khuấy cho tan hết đường nha. Rồi, nước tương này chỉ cần nấu sôi lên là được rồi. Nấu sôi rồi mình hớt bọt bỏ đi. Sau đó là tắt bếp và để cho nước tương thật là nguội. Tiếp theo là mình sẽ lột trứng và ngâm thôi. Đơn giản vô cùng. Để lột trứng nhanh thì các bạn đập đều cái vỏ trứng nè, cho nó nứt đều hết rồi lột ra thôi. Rất là dễ. Mình đập cái vỏ trứng nứt đều là cái vỏ trứng nó đã tách ra khỏi cái lòng trắng rồi, nó không còn dính nữa. Mình lột ra rất là dễ. Bây giờ là ngâm trứng vào nước tương và hành tỏi. Cho trứng vào hộp. Hành tây nè, mình dùng nửa củ hành tây, một củ hành tím, một ít tỏi, hành lá và ớt. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước tương vào. Nước tương này là mình làm vừa đủ để ngâm 10 trứng nè các bạn. Cho nước tương ngập trứng. Mình chỉ cần ngâm một ngày thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Các bạn nhớ để trong ngăn mát tủ lạnh nha, để bảo quản được lâu hơn. Đây là trứng sau khi là được ngâm rồi nè. Lòng trắng trứng nó ngấm nước tương, nó chuyển sang cái màu nâu nâu. Nếu các bạn thích trứng lòng đào thì mình luộc trứng khoảng chừng 3-4 phút thôi nha. Trứng nó ngấm nước tương hơi thơm thơm, mặn mặn ngọt ngọt, rất là dễ ăn. Chỉ cần thêm một chén cơm trắng và một ít rau củ nữa là mình đã có một bữa ăn ngon lành rồi. Đơn giản vô cùng luôn. Các bạn hãy thử ngay món trứng ngâm nước tương này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Những ngày mưa gió mà lười đi chợ, nếu mà có một hũ trứng ngâm nước tương như thế này thì còn gì bằng, không các bạn?